Chư Trang là địa phương có diện tích lúa nước tương đối lớn. Để giúp nông dân tăng cường việc hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, xã Chư Trang đã đẩy mạnh phát triển mô hình nông hội lúa nước chất lượng cao. Ngay sau khi thành lập, mô hình đã thu hút đông đảo hội viên ở các thôn buôn trên địa bàn xã tham gia. Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Chư Trang đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương triển khai xây dựng mô hình nông hội. Cuối năm 2021, nông hội trồng lúa nước chất lượng cao ở buôn Thành Công được thành lập với 11 thành viên, sản xuất hơn 4 hecta lúa nước. Từ khi thành lập đến nay, nông hội đã kết nối được những hộ dân sản xuất lúa nước để cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích. Ông Rcom Kích, buôn Chư Krích có hơn 3 sào lúa nước đang canh tác tại cánh đồng Nam Ur. Trước kia, gia đình ông canh tác không áp dụng kỹ thuật, sản xuất ít dùng phân bón, gieo xạ dày, không đúng lịch thời vụ, nên mỗi sào lúa khi thu hoạch năng suất thấp chỉ được 3-4 bao. Ngay khi có thông tin là xã thành lập mô hình nông hội lúa, ông Kích đã tham gia đăng ký làm thành viên ngay. Ông Rcom Soan, chủ nhiệm nông hội cho hay, từ khi thành lập, hàng tháng nông hội tổ chức các buổi sinh hoạt để các thành viên có cơ hội gặp gỡ trao đổi, hướng dẫn nhau trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Nông hội mình tổ chức sinh hoạt là trao đổi với nhau để lấy giống và để thả cho có loại giống mình phù hợp với bán giá này hiệu quả tốt nhất. Buôn Thành Công có trên 367 hộ, trong đó đa phần người dân có diện tích lúa nước 2 vụ với trên 270 hectare. Thời gian qua, nông hội đã phối hợp với chính quyền xã, kết nối cơ quan chuyên môn của huyện để hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời tìm kiếm liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Trang cho biết, để việc thành lập nông hội và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của xã, trong đó hội nông dân làm nòng cốt, đến từng hộ gia đình nắm bắt nguyện vọng của nhân dân và dựa trên thế mạnh của xã về lúa nước và các hộ người Kinh biết canh tác các loại cây trồng, đánh giá thêm về hoạt động của mô hình nông hội lúa nước của xã và những giải pháp để nông hội phát triển. Đảng ủy xã đã chỉ đạo coi vậy hệ thống chính trị, trong đó thì có hội nông dân từ xã đến buôn để mà nắm bắt xem là những cái hộ nông dân nào có, thứ nhất là chung sở thích, cái thứ hai là chung về cái ý nghĩ và cái nguyện vọng của người ta để mà thành lập cái mô hình nông hội để sản xuất lúa nước. Để mà hoạt động tốt hơn thì Ban Thường vụ cũng có sự chỉ đạo là toàn bộ hệ thống chính trị, thì trong đó có hội nông dân, rồi là từ xã cho đến buôn, là phối hợp cùng với chi bộ đấy, nắm bắt cái nhu cầu của người ta là một này. Cái thứ hai là kết hợp với lại các cái cấp, các ngành cấp trên để mà mở cái lớp tập huấn cho cái mô hình. Và cái thứ ba nữa là tiếp cận với các cái thị trường để mà tiêu thụ sản phẩm. Có cái nguyện vọng là có thể là cái sản phẩm là của họ sản xuất ra là có thể là đi đến xa hơn, được mà đưa được vào với cái chương trình OCOP. Thành công ban đầu của mô hình nông hội lúa nước của xã Chư Trang đó là đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Đến nay họ đã biết chọn giống lúa, cách gieo trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm giảm chi phí nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.